Không phải anh đã hứa với em rồi sao? Em đánh giá là anh đã thay đổi suy nghĩ khi anh nói rằng mọi thứ thuộc về anh chứ không phải là ai khác. Được thôi. Anh được chào đón để giám sát dự án. Em sẽ không làm đầu bếp trong dự án này đâu. Sau ra sẽ thuyết phục Suti ly hôn với em chỉ khi chị ủng hộ dự án của anh ấy liên quan đến con gái của bộ trưởng nội vụ. Và trong mọi điều kiện, chị sẽ không rời khỏi dự án. Làm ơn, me hết. Em yêu cầu chị. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Suti. Tôi đã chấp nhận số tiền cấp dưỡng mà cô ấy yêu cầu, bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của Vicky và Nehu. Sao ra đâu rồi? Anh ta đang ở trong phòng. Được rồi, me hết, anh đang họp. Anh sẽ gọi lại cho em sau. Tại sao Sao ra lại nói dối mình? Sao ra không có ở trong phòng. Tại sao Awara nói với mình rằng Sao ra đang ở trong phòng? Mẹ! Mẹ ơi! Con đã thấy đỡ hơn rồi. Chúng ta hãy đi đi mẹ. Dạ dày của con bây giờ trống rỗng. Con muốn có Guza Hawa và Mong Hawa ở Ondehi. Sao ra, em đã hoàn thành các cuộc phỏng vấn. Em đã liệt kê ngắn những điều này. Sẽ yếu lý lịch của họ ở đâu? Vô dụng, đây có phải là cách em thuê người không? Sao ra, ít nhất hãy nhìn thoáng qua. Em đã thực hiện một cuộc phỏng vấn rất là chi tiết. Anh đã từ chối 6 ứng cử viên mà em đã chọn trong danh sách ngắn ngày hôm nay. Em đã lãng phí thời gian của anh rồi. Sao ra, em đã làm việc rất là chăm chỉ. Làm thế nào anh có thể từ chối nó? Đôi khi, một cái nhìn cũng đủ chính xác để kẻ thắng người thua. Nếu anh không cho em quyền tự do thuê ngay cả nhân viên cấp dưới, làm sao em có thể đưa ra những quyết định lớn của cuộc đời mình được? Sao ra, anh có nhận ra rằng anh chưa bao giờ cho em cơ hội để chứng tỏ bản thân mình không? Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. Đi và làm một cái gì đó hiệu quả đi. Nghe đây, anh sẽ để em phụ trách dự án này vì Mehet yêu cầu anh. Vì vậy xin đừng làm phiền điều gì đó khiến anh phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Đi ngay đi. We'll be right back.
Neo Hồ. Vicky, làm ơn, đừng yêu cầu em hiểu. Tại sao anh không hiểu? Hoặc là nhận một công việc khác, hoặc trở nên hoàn hảo ở công việc này. Em không thích khi Sao Ra nói chuyện với anh một cách thô lỗ. Em thực sự thích Sao Ra. Anh ấy đã làm rất nhiều cho em. Anh ấy đã cứu em khỏi một kẻ khốn nạn như Ajay. Vui lòng đi. Bất cứ điều gì đang xảy ra bây giờ là không đúng. Nó sẽ làm hỏng mối quan hệ với mọi người. Neho, em đã biết anh ấy được 2 năm, nhưng anh đã biết anh ấy cả đời rồi. Đồng ý. Nhưng chúng ta sẽ kết hôn sớm thôi. Và em không muốn ai nói với chồng em như vậy, kể cả Sao Ra, anh trai của anh. Anh có hiểu không? Không phải về những gì Vicky đã làm khiến anh tức giận. Vấn đề của anh là Vicky đã không đạt được bất kỳ điều gì. Anh ấy là một nhân viên tệ khủng khiếp. Vì vậy, xin hãy ngừng binh vực anh ấy đi. Anh muốn Vicky làm việc trong dự án. Những quyết định cuối cùng sẽ là của anh. Anh đã nhắc lại điều đó rồi. Khi nói đến danh tiếng của anh không quan tâm đến bất cứ ai. Neho, lần này anh sẽ chứng tỏ bản thân với Sao Ra. Cho dù Sao Ra xúi giục hay là la mắng, anh cũng sẽ chứng minh rằng anh có khả năng xử lý dự án này. Neho, tin em đó. Em phải chịu đựng với anh cho đến lúc đó. Hãy quan tâm đến anh ấy, vì anh ấy là anh trai của anh và anh rể của em. Em không đồng ý với anh, nhưng em sẽ làm như anh nói. Em sẽ cố giữ bình tĩnh. Hãy nhớ một điều, khi Mehet mất tích hơn 1 năm, Sao Ra đã từ bỏ mọi người và tất cả mọi thứ. Anh ấy đã trở thành một người nghiện rượu. Anh ấy sẽ uống mọi lúc. Ai xử lý công việc kinh doanh của mình và đưa ra tất cả các quyết định quan trọng? Nói cho em biết đi Vicky. Chính anh đã làm. Mehet, anh có một cuộc gọi quan trọng cần thực hiện. Chúng ta sẽ nói về nó sau. Sao Ra, Vicky nói cho em rằng anh không được khỏe và anh đã về nhà. Khi em trở về nhà, Aquara nói với em rằng anh đang ở trong phòng của chúng ta. Nhưng khi em bước vào phòng, anh không có ở trong đó. Tại sao Vicky nói với em như vậy mà em không thấy anh? Nếu cậu ta nói linh tinh, cậu ta sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc. Đúng rồi, anh đã về nhà. Anh đã có một cuộc họp để tham dự. Và anh đã quên một tập tin ở nhà. Anh đã về nhà để mà lấy nó. Em không biết làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự thô lỗ của anh ta. Em không thể chịu đựng được Vicky. Đó không chỉ vì em. Sẽ chẳng có cô gái nào cảm thấy thoải mái khi thấy vị hôn phu của mình bị sỉ nhục. Cũng giống như Mehet, em lớn lên trong tình yêu thương. Chúng ta đã được dạy để đánh giá cao lòng tự trọng của chúng ta. Em không thể sống cuộc đời tủi nhục như anh được đâu. Xin chào, đợi một vài ngày, tránh bị chú ý. Tôi đã hoàn thành thủ tục giấy tờ để thuê cô và thay thế Vicky tại nhà hàng. Hãy sẵn sàng để tham gia cùng tôi tại nhà hàng. Tôi đang mong chờ nó đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi sẽ gợi ý rằng Vicky nên tham gia phòng tập thể dục và trở nên khỏe mạnh hơn. Mọi người hãy lắng nghe. Đây, lễ Henna và Sangeet sẽ diễn ra trong 2 ngày. Con sẽ lo việc sắp xếp. Vui lòng liệt kê tất cả các bài hát cho buổi lễ Sangeet. Tất cả sẽ phải nhảy đó. Sao Ra, liệu vụ ly hôn có được hoàn tất vào thời điểm đám cưới không? Phải. Tại sao anh ấy lại cộc cằn như vậy? Vicky, lời khuyên này dành cho em. Đừng bỏ bê công việc vì em sắp kết hôn. Nếu không, giống như đời sống tình cảm của em, có thể xảy ra trục trặc và em có thể bị mất việc đó. Anh đừng lo lắng, Vicky sẽ quản lý mọi thứ. Hãy xem, cả hai chúng ta sẽ làm chứng minh điều đó.
có chuyện gì với Sao Ra vậy? Tại sao anh ấy lại hành động kỳ lạ như vậy? Anh ấy luôn luôn nóng tính, nhưng bây giờ anh ấy đã trở nên không thể nào chịu nổi nữa. Mehet giúp anh với. Mehet giúp anh với. Sao ra? Sao ra? Tại sao mình có cùng một giấc mơ? Sao ra ở với mình mà. Giấc mơ này là điều gì chứ? Tại sao Sao ra yêu cầu giúp đỡ trong giấc mơ của mình? Mình không thể nhìn thấy một cái gì đó được. Đã đến lúc bắt đầu Havan. Làm ơn nhanh lên. Chắc chắn rồi. Sao ra? Sao ra, xin hãy đến đây vài phút đi. Con sẽ đi tìm ba. Ba ơi, mọi người yêu ba rất nhiều. Hãy tham dự Buza vì lợi ích của mẹ và con. Hãy tham gia đi. Ba là anh hùng của con, phải không? Làm ơn đi, anh hùng. Nào, hãy đi cùng với con đi. Đi với con đi nào. Sao ra, hãy tham gia Buza. Đây là sự kiện đầu tiên trong đám cưới của Vicky. Chúng tôi cần con ở đó, đúng rồi đó. Hãy tham dự đi, làm ơn Sao Ra, hãy tham gia đi. Anh hùng. Sao Ra. Được không? Được rồi. Hãy làm Havan. Tôi sẽ đứng đó và quan sát. Sao ra, hãy đến đây và thực hiện điều ước nào. Mẹ, cứ làm đi. Con sẽ làm điều đó sao? Sao ra, xin đừng từ chối. Sao ra? Sao ra, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ra? Có chuyện gì vậy Sao ra? Có chuyện gì vậy? Anh đang bị tổn thương sao? Sao? Sao ra, con có bị thương không vậy? Đưa nó cho em xem, để em nhìn coi. Sao ra, gậy đi bộ của anh. Sao ra? Sao ra? Mở cửa đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có ổn không? Sao ra? Mở cửa cho em đi. Em đang lo lắng đó. Cho em vào. Mở cửa ra nào. Mẹ, anh ấy không mở cửa. Sao ra, mở cửa ra. Nhìn nè Vicky, Sao ra mở cửa. Chỉ cho chúng ta nơi con bị thương đi. Sao ra.
Sao ra? Có chuyện gì vậy? Anh có bị thương nặng không? Sao ra, làm ơn mở cửa đi. Mở cửa ra đi nào. Sao ra, hãy mở cửa cho em. Sao ra? Mở cửa ra. Ngay cả cái này cũng bị cháy. Chết tiệt. Mình nên làm gì đây? Có vấn đề. Hộp thoại bị hỏng. Tôi không thể nói bằng giọng của Sao ra được nữa. Lấy một cái mới ngay lập tức. Gặp tôi ở bãi đậu xe White Gillette. Nghe chưa? Ngay cả mặt nạ của tôi cũng bị cháy. Tôi cũng cần một chiếc mặt nạ mới. Nhưng Aman, chúng tôi chưa có sẵn mặt nạ và bộ giọng nói. Tôi không quan tâm. Điều này là khẩn cấp. Hãy lấy nó từ đâu đó. Nghe nè, Aman đã gọi. Anh ấy cần một chiếc mặt nạ mới và một hộp thoại mới. Tôi sẽ phải rời đi. Và lắng nghe, chăm sóc tù nhân. Đừng quên chúng ta phải giữ cho anh ta sống sót. Tại sao thằng bé không mở cửa? Vicky, hãy phá cửa đi. Ba, mở cửa ra. Mọi người di chuyển đi để tôi phá cửa. Sao ra? Sao ra? Sao ra? Sao ra, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại để cây gậy phía sau? Nói cho em biết có chuyện gì. Anh đang kỳ lạ, để cho em xem có chuyện gì. Nếu tôi thốt ra một lời, họ sẽ biết tôi không phải là Sao ra. Tôi phải ra khỏi đây. Tháo khăn ra, nào. Sao ra? Sao ra? Cháu đi đâu vậy? Cho chúng ta xem vết thương của cháu. Tháo khăn ra nào. Sao ra, đừng cố chấp nữa. Bỏ khăn ra và cho ta xem vết thương nào. Anh Hùng, cho mẹ cháu xem đi. Cô ấy sẽ chữa nói bằng phép thuật của mình. Cho ta xem cũ của con nào. Đưa khăn cho ta, nhanh lên. Chỉ cho ta nơi con bị thương nào. Nhanh. Níp. Mẹ, anh Hùng có giận con không? Tại sao ba lại đẩy con? Không níp. Nó không có gì giống như vậy đâu. Sao ra không phải là loại người như vậy. Thằng bé luôn bướng bỉnh và cứng nhắc. Nhưng thằng bé không bao giờ cư xử theo cách này. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Nó đã vượt qua giới hạn ngày hôm nay rồi. Không biết chuyện gì xảy ra với thằng bé. Karina, tôi nghĩ thằng bé đang hành động kỳ lạ. Và nó đang rất là đau đớn. Tôi hy vọng là thằng bé sẽ không bị thương nặng. Chúng ta nên làm gì đây dì Dolly? Làm sao dì có thể giúp một người không muốn nghe lý lẽ? Tại sao họ lại đưa mình đến đây? Tại sao họ lại bắt cóc mình?
mình bị đánh vào đầu khi chiến đấu với tên khủng bố. Mình nhớ mình đã bị ngất xỉu. Mình nghĩ là họ đã bắt cóc mình và đưa mình đến đây. Lý do là gì? Có phải vì Mehmet và mình đã phá vỡ kế hoạch của họ? Hay đó là cái gì khác? Họ muốn làm gì? Tiền bạc? Để chuộc? Hay là mối thù cũ? Hay đó là cái gì khác? Mehmet chắc đang lo lắng cho mình. Mẹ, Nip và Vicky chắc đang tìm mình. Mình sẽ phải ra khỏi nơi đây. Nhìn đi. Để mắt đến anh ta, tôi sẽ kiếm gì đó để mà ăn. Điện thoại của mình. Mình nghĩ họ đã lấy điện thoại di động của mình. Jivan, chúng ta chỉ còn lại một cái chảo rán, một cái muôi và hai cái thìa, nhưng chúng bị cháy một chút, không bị hư hại. Chắc chắn rồi. Tôi rất vui vì chúng ta có thể lấy một số thứ sau vụ tàn phá mà Sara đã gây ra trong cơn thịnh nộ. Hãy để tôi xem những gì khác. Sara đang làm gì ở đây? Jevin, Sara đang làm gì ở đây? Không phải có Busa ở trong nhà sao? Đúng vậy. Sau đó, không vấn đề gì. Tôi sẽ nói chuyện với thằng bé về lễ Hanna và Hadi ngày mai. Tôi sẽ gặp anh. Luôn giữ mặt nạ và hai hộp thoại để dự phòng. Chắc chắn rồi, Ama. Gia đình này toàn những kẻ ngu xuẩn về tình cảm. Họ có thể làm bất cứ điều gì. Họ luôn cố gắng đến gần tôi. Sao ra? Mở cửa ra nào, sao ra?
sao ra? Nhanh lên Aman, ai đó đây nè. Tại sao cháu đặt lưới trên cửa sổ xe hơi vậy? Cháu không phải là một bộ trưởng. Mở cửa, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ra? Mở cửa đi. Sao ra? Mở cửa ra nào. Sao ra? Sao ra? Chú, chú, sao chú đập cửa vậy? Cháu đang ở trong một cuộc gọi, nhưng chú sẽ không dừng lại. Sao ra, tại sao cháu lại khó chịu? Ai vậy? Đó có phải là một đối tác kinh doanh? Tại sao chú tập mạch vậy? Nói cho cháu biết, tại sao chú ở đây? Ta không có việc gì, ta để ý thấy xe của cháu, vì vậy ta nghĩ rằng ta sẽ nói xin chào. Nếu họ sẽ kết hôn ngày hôm nay, chú có thể bắt lỗi Vicky từ ngày mai, hiểu không? Đừng làm phiền cháu cho đến khi con gái của bộ trưởng kết hôn. Có chuyện gì với thằng bé vậy? Tại sao nó lại cáu kỉnh như vậy chứ? Ravi, anh đã nói chuyện gì với Sara mà thằng bé bỏ đi trong cơn giận dữ? Tôi không có nói gì hết. Sara nói chuyện với tôi một cách rất là thô lỗ. Ravi, chắc là thằng bé căng thẳng về đám cưới của con gái bộ trưởng. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao thằng bé cộc cằn thôi. Tôi hiểu điều đó mà. Tôi biết, nhưng mà Sara chưa bao giờ nói chuyện với tôi một cách thô lỗ như vậy trong đời. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta có rất nhiều chuyện để làm. Đi nào. Hãy nhìn đi. Mọi cặp đôi đều có xích mích. Những sự cố như vậy thêm gia vị cho cuộc sống của vợ chồng mà. Có những cặp đôi không cãi nhau, cuộc sống hôn nhân của họ không thú vị. Không, thưa cô, nó không giống như một sự tranh cãi của người yêu. Có một sự thù địch thực sự. Kể từ khi chúng con thúc giục anh ấy cho phép Neho và Vicky kết hôn, anh ấy đã không còn là con người cũ nữa rồi. Anh ấy chưa sẵn sàng để tin rằng họ không bị ép buộc phải kết hôn. Anh ấy không đồng ý rằng Neho và Vicky muốn kết hôn. Mọi thứ kết thúc trên cùng một chủ đề: đám cưới của Vicky và Neho. Con chưa bao giờ thấy Sara nóng tính nhiều như vậy. Con dường như không hiểu tại sao anh ấy lại cư xử kỳ lạ như vậy. Aman, nói cho tôi. Đúng. Nghe Aman. Aman, cậu ta đã trốn thoát. Cái gì? Hãy tìm cậu ta. Lấy xe đi. Mẹ hết, nhìn nè. Con bé sẽ mặc bộ này trong lễ sanh ghít. Mẹ hết, có chuyện gì vậy? Trông cháu có vẻ bối rối. Dạ không, thưa cô, mọi việc đều ổn. Ổn không? Dạ xin chào, bố. Được rồi, con sẽ ở đó. Mẹ hết, quên chuyện gì xảy ra đi. Cô à, nó không phải là về con. Đó là hành vi của Sara đối với người khác. Anh ấy đã cư xử rất là thô lỗ với Nip ngày hôm nay. Con không thể nào tin được điều đó. Nhưng con sẽ không chịu đựng được thái độ này nữa.
Con biết là anh ấy nóng tính, nhưng mà những gì anh ấy đang làm là không thể nào chấp nhận được. Anh ấy đã vượt qua mọi giới hạn. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy thậm chí không quan tâm. Mẹ hết, cái gì vậy? Con đã ngừng đeo dây chuyền màu đỏ son và dây chuyền cưới vì những trận cãi nhau sao? Vòng đám cưới của con ở đâu rồi? Con sẽ đeo nó. Cô có biết là sao ra nói gì không? Nói gì? Anh ấy nói rằng con trông quá già so với tuổi của mình. Với dây chuyền màu đỏ và dây chuyền cưới, anh ấy nói rằng con nên mặc quần áo phương Tây. Anh ấy đã đưa tất cả đồ của con cho những người hầu. Và anh ấy buộc con phải thay toàn bộ tủ quần áo của mình. Con đã chấp nhận quyết định của anh ấy, con đã làm những gì anh ấy nói. Nhưng mà nếu anh ấy không bận tâm về con, tại sao con phải cố gắng gây ấn tượng với anh ấy? Bây giờ con sẽ làm những gì con muốn làm thôi. Con thích đeo dây chuyền cưới và sơn màu đỏ son, vậy thì con sẽ làm điều đó. Và nếu anh ấy không thích theo cách này, anh ấy có thể đi gây ấn tượng với người khác. Con bé không làm điều này cho bản thân, mà để làm phiền thằng bé đó. Đi nào. Thưa ngài, ngài muốn đi đâu? Panchawaliga, Chandichok. Hãy bình tĩnh và đừng gây chuyện với thằng bé đó, được không? Dạ được. Tạm biệt. Hãy đóng góp cho lễ lottery. 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 Sao ra? Tại sao chúng ta lại cãi nhau? Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Thay vì bù đắp cho điều đó, chúng ta đang chiến đấu vì nhau. Sao ra, chúng ta cần tìm một lối thoát. Vì em không thể nào sống thiếu anh. Mẹ hết, cô ấy đi đâu? Cô ấy đã ở đây một lúc trước rồi. Sao ra?
Đến đây nào. Thật tốt khi con ở đây. Vicky, có thể con sẽ không thích điều ta sắp nói. Vì vậy ta xin con giơ đôi tay chắp lại. Dạ không, xin đừng xin lỗi con. Xin hỏi con bất cứ cái gì. Nhìn kìa, Neho là đứa con duy nhất của ta. Và bây giờ con bé sắp kết hôn. Và ta sẽ sớm trở thành ông ngoại. Nó có nghĩa là trách nhiệm của con sẽ tăng lên. Vậy Vicky, con đã nghĩ gì về tương lai của mình chưa? Con đã lên kế hoạch chưa? Vicky, ta biết con có thể thấy câu hỏi này kỳ lạ, nhưng chúng ta có rất ít thời gian. Con phải giữ vợ và đứa con chưa sinh ra ở trong tâm trí và nghĩ về tương lai của con. Con cần phải tạo ra một tương lai cho chính mình. Dạ thưa bố, con đang cố gắng làm điều đó. Con đang làm việc chăm chỉ cho gia đình của con. Cách con sống cuộc sống của con cho đến bây giờ là sự lựa chọn của con. Nhưng từ những gì ta đã thấy, Sarah đã không hài lòng với con. Vicky, hãy cố gắng hiểu cho những gì ta đang nói. Ta đang lo lắng về Neho. Sarah và Mehet là gia đình đối với ta, nhưng Neho là con gái ta và con là con rể của ta. Và Sarah đã đúng. Con phải có một chỗ đứng cho chính mình. Con phải làm một cái gì đó một mình. Và không cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Con hiểu là bố đang lo lắng, nhưng con cảm thấy rằng bố đang phản ứng thái quá rồi. Bố cần phải hiểu một điều, Sarah không có ác cảm với con. Điều này con sẽ vượt qua được. Con chắc rằng Sarah sẽ sớm nhận ra sự khó khăn mà con đang làm. Được rồi Vicky, con sẽ biết rõ nhất. Ta chỉ lo lắng điều này, vì vậy ta nghĩ nên nói chuyện với con. Hãy ghi nhớ một điều, Vicky, Neho là trách nhiệm của con. Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Và Neho, hãy hứa với ta rằng con sẽ ở bên cạnh Vicky kể cả khi khó khăn nhất. Hãy nhớ kỹ lời nói của ta hôm nay. Ngươi là ai? Tôi là anh. Anh không nhận ra khuôn mặt của chính mình sao? Làm sao có thể? Anh là ai? Các anh là ai? Những gì đang xảy ra? Trả lời tôi. Anh là ai? Trả lời tôi đi. Tôi đang làm gì ở đây? Tôi đang ở đâu? Anh là ai? Anh là ai? Chúng tôi lần đầu được nghe về anh. Anh không cần phải lặp lại nó. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh có sợ không? Hẳn anh sẽ bị sốc khi nhìn thấy tôi. Dù sao, câu hỏi liên quan đến danh tính của tôi là một câu hỏi thú vị. Tôi không phải là Sarah Khanna, nhưng tôi trông giống anh. Tôi ăn những gì anh ăn, tôi sống trong nhà của anh và tôi mặc quần áo của anh. Ngay cả nhà hàng Y-Chilet của anh cũng do tôi điều hành. Tôi điều hành nhà hàng của anh, nhưng tôi không phải là Sarah Khanna. Vậy tôi là ai? Đó là bởi vì anh là Sarah Khanna. Vậy thì tôi là ai? Tôi là ai đây?
Tôi phải nói rằng anh có một cuộc sống rất là tuyệt vời. Không có vấn đề gì trong cuộc sống của anh. Anh dễ dàng có được những gì anh muốn. Tất cả các nhu yếu phẩm của anh đã được đáp ứng rất là dễ dàng. Người dân của tôi chưa bao giờ sống một cuộc sống như anh. Đất nước của anh và chính phủ đảm bảo rằng chúng tôi đã không làm thế. Và vì vậy bây giờ, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với chính phủ của anh về quyền của chúng tôi. Thay thế, tôi sẽ cướp chúng từ chính phủ của anh. Và bây giờ tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình khi cải trang thành anh. Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Anh có biết khi nào điều này bắt đầu không? Tất cả điều này bắt đầu khi anh đồng ý phục vụ đám cưới của con gái bộ trưởng nội vụ. Và toàn bộ nội các sẽ tham dự đám cưới của con gái ông ấy. Và chúng ta phải giết từng người trong số họ. Kế hoạch của chúng tôi đã từng thất bại 17 năm trước vào ngày 13 tháng 12. Nhưng mà lần này chúng tôi sẽ không thất bại lần nữa. Chúng tôi muốn tham dự đám cưới đó. Và bây giờ chúng tôi sẽ có thể tham dự đám cưới về nhà hàng White Gillette của anh và người vợ yêu dấu mê hết của anh. Tôi sẽ cải trang thành anh và nhóm của tôi sẽ cải trang thành nhân viên nhà hàng của anh để tham gia vào đám cưới. Và một trận chúng ta sẽ giết toàn bộ nội các. Mọi thứ sẽ được hoàn thành. Và sau đó, anh sẽ trở về nhà của anh và tôi sẽ rời khỏi nơi này. Anh sẽ nhận được nhiều lợi ích trong sự giam giữ của cảnh sát. Các anh sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Ôi thần linh ơi, tôi thật sự bị lôi cuốn khi nói về nhiệm vụ của mình. Tôi hoàn toàn quên nói cho anh biết tên của tôi. Anh có muốn nhìn thấy khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ này không? Aman. Tên tôi là Aman Mali. Và anh có thể gọi tôi là Aman. Ý anh là gì khi anh ấy không chịu ăn? Cho anh ta ăn một cách bạo lực. Cho anh ta ăn qua ống nếu anh ta phải làm như vậy. Anh đang ép ai ăn vậy? Ai cứng đầu đến mức anh phải cho nó ăn qua ống chứ? Và có gì sai với giọng nói của anh?